Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thể hiện cá tính của mình qua việc là chốt danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển quốc gia và việc xây dựng đội bóng hướng tới AFF Cup. Cụ thể là loại bỏ những cầu thủ là trò cưng của huấn luyện viên Tuchel và kể cả là những thần tượng của trong lòng người hâm mộ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ví dụ như đội trưởng Quế Ngọc Hải, một trong những cầu thủ được xem là thủ lĩnh tinh thần của rất lâu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì khi sa sút phong độ, không còn đảm bảo thể lực thi đấu, dù được thử nghiệm rất nhiều ở các trận đấu giao hữu, tuy nhiên sau sai lầm thì ông đã bị loại. Một cầu thủ nữa đó là Hồng Dũng, cũng là đội trưởng lâu năm, là thần tượng và là cầu thủ không thể thay thế của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù rất kính trọng huấn luyện viên Park Hang-seo, tuy nhiên vì mục tiêu đội tuyển và sự cạnh tranh cũng như là xuống phong độ của Hồng Dũng, anh lập tức bị loại. Một trong những thần tượng của người hâm mộ đó là Công Phượng, dù được thi đấu và thi đấu tốt ở giải hạng nhất, tuy nhiên là phong độ chưa cao và không thể cạnh tranh với các tiền đạo khác, cho nên Công Phượng cũng buộc phải ở nhà. Và đây là những dấu ấn rất lớn của huấn luyện viên là Kim Sang Sik. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sang Sik còn lựa loại là Tuấn Anh, một trong những cầu thủ được xem là trụ cột tuyến giữa của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điểm tựa của thành công của Park Hang-seo là ở tuyến giữa, chính là Tuấn Anh. Và những học trò cưng của huấn luyện viên Tuchel đó chính là Phan Tuấn Tài, trung vệ lệch trái và thi đấu hậu vệ trái hai. Tuy nhiên ông cương quyết bị loại vì không đáp ứng được nhu cầu về mặt chiến thuật cũng như là thể lực, một trong những tiêu chí không phòng ngự của ông. Một trong những học trò đó là Văn Trường cũng là học trò của huấn luyện viên là Tuchel và được thi đấu nhiều. Văn Trường cũng được ông thử nghiệm rất nhiều, tuy nhiên sau khi phát hiện là Văn Trường không đủ trình độ để quán xuyến tuyến giữa cũng như không cạnh tranh được vị trí ở đặc biệt tiền đạo đã quá dài của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì ông cương quyết loại Văn Trường, được xem là nó Châu Hồng Ba. Và Thái Sơn, một trong những trò cưng của huấn luyện viên là Tuchel, luôn luôn được thi đấu và cũng thi đấu tốt trong mẫu Thanh Hóa, tuy nhiên khi lựa chọn hàng thủ thì Thái Sơn là thấp bé nhẹ căng và không đủ để cầm trịch tuyến giữa, không đủ trình độ để cạnh tranh với các cầu thủ đầy kinh nghiệm khác như Quần Đức, như Quang Hải. Và tiền đạo Đình Bắc, một trong những tiền đạo nổi đình nổi đám và luôn luôn được thi đấu dưới thời huấn luyện viên Tuchel, luôn được ưu ái, thì anh cũng đã bị loại khi không thể cạnh tranh được với Tiến Linh, với Xuân Sơn, với Phạm Tuấn Hải, với Văn Toàn và thậm chí là Bùi Vĩ Hào. Tức là Bùi Vĩ Hào là một trong những phát hiện của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Bùi Vĩ Hào xứng đáng thay thế Đình Bắc, và phải nói là Bùi Vĩ Hào hiện giờ đang có phong độ tốt hơn và bản lĩnh rằng mà cũng tốt hơn. Và bên cạnh đó anh cũng kêu dựng xây dựng những cầu thủ mới, ví dụ như Nguyễn Văn Vĩ, một trong những cầu phát hiện của ông ở của Nam Định khi đã thi đấu rất hay ở vị trí hậu vệ trái của Nam Định, trung vệ, tiền vệ trái luôn. Và Doãn Ngọc Tăng, đội trưởng của Thanh Hóa và chiếc máy quát, hy vọng anh sẽ chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển của huấn luyện viên Kim Sang Sik thi đấu ở AFF Cup năm nay. Đây là một điều mới mẻ mà huấn luyện viên Kim Sang Sik mang lại cho đội tuyển, thể hiện cá tính của anh. Một Trương Tiến Anh cũng đẹp dấu hỏi dưới thời của huấn luyện viên Tuchel, tuy nhiên anh đã chứng tỏ được mình ở dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang Sik, một trong những cầu thủ là có nền tảng thể lực tuyệt vời, có cá chân trái rất là ngoan. Và Nguyễn Xuân Sơn, đây là trường hợp lạ, tức là huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thuyết phục được liên đoàn, kể cả tổng cục thể dục thể thao, để đưa một cầu thủ ngoại mà không có dòng máu Việt Nam sau rất là lâu, sau thời của Phan Văn Sang Tốt và Cát Ly Anh Vét, thì Nguyễn Xuân Sơn là cầu thủ ngoại Brazil đầu tiên khoác áo trở lại.